Chiếc máy ngày hôm nay mà em Tâm gửi tới các bác là một chiếc đầu giải mã tích hợp CD đến từ thương hiệu Mahjong. Đây là một trong những chiếc đầu mà ở cái phân khúc trên 20 triệu. Nó là một trong những hệ thống hoàn hảo nhất để các bác có thể sở hữu rất nhiều kết nối về giải mã cũng như là chơi nhạc từ CD trên một thiết bị. Phiên bản Mahjong ND8006, một trong những chiếc máy với rất nhiều công năng. Ngày hôm nay thì bên em mới về hàng được một chiếc từ bên Nhật. Thông tin chi tiết của chiếc này thì độ mới khoảng 98% với đầy đủ phụ kiện. Năm sản xuất của máy là 2019. Phụ kiện của máy về thì cũng có đầy đủ những món như sau. Điều khiển zin chắc chắn sẽ có trên một chiếc 8006 hàng đẹp. Tiếp tới là hai râu thu sóng Wi-Fi, Bluetooth cũng như là dây đồng trục sơ cua và một quyển sách catalog hướng dẫn sử dụng rất là dày. Chiếc máy ND8006 này, ngày hôm nay em Tâm đang có mức giá là 22 triệu. Bác nào quan tâm tới chiếc đầu này, có thể liên hệ tới một trong hai đầu số hotline của bên em. Kích thước của máy, chiều rộng là 44 cm, chiều sâu là 30 và chiều cao là 11 cm. Mahjong ND8006 được thiết kế với cái ngôn ngữ đặc trưng độc quyền của Mahjong với cái thiết kế vát cánh buồm của hai hông của máy. Ở phần giữa chúng ta sẽ có một chất liệu đó là nhôm phay xước, còn hai bên thì chúng ta sẽ có chất liệu là nhựa sơn màu vàng. Và các bác có thể quan sát thấy mặt trước của ND8006 được thiết kế đối xứng rất là đẹp với khay đĩa CD được thiết kế ở ngay phần trước đây. Màn hình hiển thị thì được thiết kế dạng LED màu trắng, logo của hãng cũng như model tên máy thì bố trí ở mặt trên. Ở hai bên trái và phải sẽ được bố trí hai cụm điều hướng của cái tính năng menu, và bên tay phải là cái cụm điều hướng player của chế độ chơi CD cũng như là chế độ chơi của USB ổ cứng. Tiếp tới thì chúng ta sẽ có một đường USB ở phía trước. Cổng này thì có khả năng đọc ổ cứng lên tới 4 TB và một cái nút back cũng như là input để chúng ta có thể đổi các cuộc chơi khác để các bác có thể sử dụng trên ngay trên phím cứng của máy, hoặc các bác có thể sử dụng ở trên điện thoại cũng như là điều khiển từ xa. Một cái chân headphone với jack 6,3 ly với một cái cần gạt level riêng cho các bác chơi tai nghe. Đó là kết nối mặt trước. Các đặc điểm thế mạnh của chiếc ND8006 này đó là ngoài khả năng chơi nhạc từ CD, nó còn là một con DAC giải mã chuyên nghiệp với các ngõ vào của optical, coaxial, USB DAC. Ngoài ra, 8006 còn trang bị hai râu thu sóng Wi-Fi và Bluetooth giúp máy kết nối với Bluetooth không dây với điện thoại, cũng như là có thể kết nối với Wi-Fi để các bác có thể chơi những cái tính năng nhạc như là AirPlay, Tidal, Spotify. Máy cũng có hỗ trợ app ở trên điện thoại với nền tảng là app HealthOS để các bác có thể kết nối với điện thoại và các bác có thể thao tác tất cả các tính năng của máy trên điện thoại và có thể tăng giảm được tín hiệu âm lượng khi các bác chơi ở chế độ Variable mà em sẽ giới thiệu ngay về sau đây khi mà em quay về kết nối phía sau của máy. Chiếc máy này thì hiện tại đang có một cái mức giá cực tốt là 22 triệu kèm khiển zin, sẽ được tặng kèm USB cũng như là cáp quang, và chỉ có một máy duy nhất cho lô hàng lần này thôi. Bạn nào quan tâm tới chiếc máy Mahjong ND8006 thì có thể liên hệ tới một trong hai đầu số hotline của bên em. Bây giờ thì xin mời các bác tham khảo các kết nối mặt sau của máy. Phía sau của chiếc Mahjong ND8006 thì sẽ được bố trí các cổng kết nối của phần analog output cũng như của cái phần bo mạch digital audio như sau. Nhìn từ bên trái khung hình các bác đang quan sát ra thì chúng ta sẽ thấy cái audio out ở đây thì Mahjong 8006 sẽ được trang bị với hai cái đường out, bao gồm một đường fix và một đường variable. Và đường fix và variable này nó sẽ khác biệt ở cái điểm, đó là cái đường fix thì sẽ là âm thanh cố định, còn đường variable thì các bác có thể tăng giảm được cái tín hiệu âm lượng khi mà các bác sử dụng cái app HealthOS trên điện thoại. Có nghĩa là các bác phải sử dụng app ở trên điện thoại với can thiệp vào đường này. Và các bác cũng có thể nhìn thấy cái sự khác biệt giữa hai cổng kết nối này của fix và variable, đó là cái jack của cái cổng fix thì sẽ được làm với một cặp RCA mạ vàng cao cấp hơn so với cái jack của cổng variable. Tại sao lại như thế? Tại vì là gần như tất cả mọi hệ thống âm thanh cũng như các audio file trên thế giới sẽ ưu tiên sử dụng cái tính năng âm thanh fix cố định hơn là chúng ta sử dụng nó là một con pre DAC. Tại vì rất ít người khai thác cổng kia, cho nên là hãng đã ưu tiên cho cái đường fix này một cổng RCA cao cấp hơn.
Nhìn sang bên phải khung hình thì chúng ta sẽ có thêm các cổng kết nối của mạng network này, rồi sẽ có phần bo mạch Digital Audio Out. Digital Audio Out thì Mojang ND8006 cũng được trang bị với một đường coaxial đồng trục và một đường optical. Đây là đường cắm mạng LAN. Tiếp tới bên phải khung hình tiếp thì chúng ta sẽ có hàng loạt những kết nối như sau. Về bộ bo mạch Digital Audio In chính là bo mạch giải mã thì chúng ta sẽ có một cái đường USB DAC. Đường này để các bác có thể kết nối với máy tính và có khả năng giải mã lên tới DSD 5.6. Tiếp tới là một đường coaxial và hai đường optical. Hai đường quang học để các bác có thể kết nối với các thiết bị như là Smart TV hoặc những thiết bị nguồn phát khác mà hỗ trợ những cái cổng Digital Output. Máy 8006 sẽ được trang bị hai cái row thu sóng Bluetooth cũng như là Wi-Fi để tăng cái cường độ tín hiệu thu sóng một cách mạnh mẽ hơn đối với các thiết bị điện thoại. Máy sử dụng nguồn điện là 100V và con máy này sẽ có thông tin là Made in Japan các bác nhé, Made in Japan. Sản xuất năm 2019. Bên này thì chúng ta sẽ có các đường kết nối như là Remote Control này, RS232C và một đường flasher với cái chân 3,5 in. Những cái đường cổng kết nối này thì chúng ta sẽ không khai thác trong cái nhu cầu chơi âm thanh, mà các bác quan tâm trực tiếp nhiều vào cái phần bo mạch Digital In, Optical 1,2, Coaxial và USB DAC cũng như là cái đường Fix Out của Audio Out. Bây giờ thì xin mời các bác thưởng thức chất âm của chiếc máy giải mã tích hợp CD Mojang ND8006.